giả thân mến, giữa lòng phố thị có một không gian nơi những người yêu thích hương vị miền Tây tìm đến, nơi những người lưu luyến mong nhớ ký ức xưa tìm về. Đang gói bánh tét hả chị Hương ơi? Dạ. Mới tới hả? Làm mấy cái bối cảnh để cho khách lại tham quan á, khách trải nghiệm gói bánh tét miền Tây hồi xưa. Từ cái ý tưởng nào mà chị hình thành nên cái không gian của bếp xưa hả chị? Tại vì chị sống ở quê từ nhỏ, như là chị ở miền Tây từ nhỏ nên mặc dù ở từ nhỏ chị lên thành phố nhưng chị vẫn thích cái không gian miền Tây, mấy cái ký ức đồ hồi xưa chị, nên chị muốn đem lên thành phố để cho khách trải nghiệm lại cái ký ức tuổi thơ hồi xưa của mình vậy đó. Cái tủ này là mình cũng đem từ ở dưới quê lên hả chị? Đúng rồi, tất cả đồ đạc ở đây là chị mang từ quê lên hết. Tủ chén nè, rồi mấy cái vật dụng như lò nè, tủ ly, rồi tivi rồi. Cái đó là ở từ ở nhà mang lên, với lại của nội của ngoại đồ để lại. Nói chung là xưa chị cũng mở căn nhà cũng giống vậy á. Dạ. Nên muốn làm dựng lại cái căn nhà này để ôn lại những ký ức hồi xưa của mình vậy đó. Dạ. Rồi vừa để cho khách trải nghiệm tham quan luôn. Còn cái gà là cái này của ngoại chị để lại luôn á. Với cái dàn máy may này cũng của bà ngoại. Thành lập nên cái không gian quán này thì ngoại đưa lên. Ai cũng tặng hết trơn á, có người có này tặng này, có kia tặng cái kia. Còn ở đây là cái quầy tạp hóa tuổi thơ. Nhỏ mình đi học mình hay ăn á, nên chị muốn lưu giữ lại nó. Hồi xưa là mẹ em có làm may á, em nhìn cái dàn máy may này em rất là nhớ hồi xưa luôn á, giữa cái thành phố chen chúc mà náo nhiệt như vậy á, và bây giờ tái hiện lại cái không gian xưa á thì em thấy rất là thích. Ngày xưa ở dưới quê em là toàn những cái khung cảnh kiểu như tương tự vậy nè, em rất là thích những cái không gian này luôn. Và em nghĩ là xu hướng giới trẻ bây giờ họ lại quay về, họ thích những cái không gian mà quê mộc mạc như vậy nè. Ngoài cảm nhận những cái không gian của tuổi thơ, những cái không gian của miền Tây thì khách đến đây sẽ còn được thưởng thức những cái món ăn đậm chất miền quê luôn hả chị? Quý khán giả thân mến, bếp xưa mở cửa đón thực khách từ 9 giờ sáng cho tới 22 giờ tất cả các ngày trong tuần. Đến bếp xưa để tìm lại những hoài niệm xưa, đến bếp xưa để ăn lại những món ăn xưa.